tiếp tục series về những loạt penalty đầy kịch tính và hồi hộp. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những trận đấu tuyệt vời khác. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi. Hòa một đều ở 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, Đức và Italy phải quyết đấu cho tấm vé vào bán kết Euro 2016. Người bước lên chấm đá phạt đầu tiên chính là Lorenzo Insigne, đối mặt với anh là thủ thành đầy xuất sắc Manuel Neuer. Gạt hết áp lực thì số 20 đã thành công đánh lừa thủ môn của Đức. Người được tuyển Đức đặt niềm tin suốt đầu là Toni Kroos. Anh bình tĩnh đưa quả bóng ra khỏi tầm với của Buffon. Simone Zaza, người vào sân từ băng ghế dự bị, lấy đà rất lâu nhưng đưa bóng đi vọt sàn ngang đầy thất vọng. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Conte tỏ ra thất vọng với cậu học trò. Người sút quả thứ hai cho Đức là Müller với hy vọng tạo được lợi thế trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, cú sút là quá hiền và chẳng thể nào đánh bại được người nhện Buffon. Andrea Pazzali bước lên với đầy sự tự tin. Anh sút bóng vào giữa khung thành, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không khí đang rất căng thẳng trước cú đá của Özil và nỗi sợ của người Đức đã đến khi bóng đi trúng cột dọc sau cú sút của tiền vệ này. Tỷ số luân lưu tạm thời là 2-1 cho Italy. Người sút thứ tư bên phía Ý là Pele, một chút khiêu khích với thủ môn Neuer, nhưng chia buồn là anh sút ra ngoài trong pha bóng này. Julian Draxler có nhiệm vụ đưa tỷ số luân lưu về vạch xuất phát. Cú sút cực kỳ quyết đoán đánh lừa được Buffon. Tỷ số lúc này là 2-2. Bonucci, người ghi bàn ở trận đấu này trên chấm 11m, quân bình tỷ số cho Ý. Tuy nhiên, vào loạt luân lưu, anh lại không thể đánh bại Neuer một lần nữa. May mắn đã không đứng về phía của đội tuyển Đức khi mà đội trưởng Bastian Schweinsteiger dứt điểm vọt xa ở loạt sút cuối, phá hỏng cơ hội chiến thắng của đội nhà. Ở loạt sút thứ 6, cả Emmanuel Giaccherini của Italy và Hummels của Đức đều thành công với cú đá của mình. Những loạt sút sau đó cũng chứng kiến sự chắc chắn điềm tĩnh trong mỗi cú sút của cầu thủ hai đội. Bên phía Italia là Parolo và De Sciglio cùng với sự lạnh lùng đáng ngạc nhiên của Kimmich, Boateng phía Đức. Tỷ số luân lưu 5-5. Phong độ xuất sắc của Neuer đã cản phá thành công loạt đá thứ 9 của Matteo Darmian. Và Jonas Hector giúp Dia Mansaf giành chiến thắng chung cuộc 6 năm, đồng thời xóa dấu không thể vượt qua Azzurri ở các giải đấu lớn. Chung kết C1 2012, hai hiệp phụ đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Trận đấu sẽ được giải quyết trên chấm luân lưu. Lam là người sút đầu tiên và anh đã đánh bại được Czech 1-0 cho Bayern. Mata là người sút tiếp theo nhưng mà anh không thắng được Neuer, tỷ số vẫn là 1-0 cho Bayern. Gomez thực hiện thành công nâng tỷ số loạt sút luân lưu lên thành 2-0 cho Bayern. Luis đã rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Chelsea bằng cú sút đầy quyết đoán vào góc cao đánh lừa được thủ môn bên phía Đức. Neuer bất ngờ được giao trọng trách đá penalty và anh đã đánh bại đồng nghiệp bên phía Chelsea. Tỷ số lúc này 3-1 cho Bayern. Lampard duy trì hy vọng cho Chelsea bằng một cú sút quyết đoán. Tỷ số là 3-2 nghiêng về Bayern, mặc dù Neuer đã chạm được tay vào bóng. Olic đã đá hỏng ở loạt sút thứ tư, các cầu thủ Chelsea thở phào nhẹ nhõm. Phải nói, Czech đã đoán được hướng của tất cả cú sút rất xuất sắc. Kohn thực hiện cú sút quyết đoán để gỡ hòa 3-3 cho Chelsea. Loạt sút cuối đã đến, Skweny đã đá bóng đập trúng cột dọc. Tỷ số vẫn là 3-3 và nếu cú sút tiếp theo của Chelsea thành công,
thì anh sẽ còn phải hối hận rất nhiều. Drogba, tiền đạo bờ biển Nga, là người thực hiện loạt sút cuối cùng cho Chelsea. Và nếu thành công, The Blues sẽ vô địch. Và Drogba đã đánh lừa được Neuer ấn định chiến thắng 4-3 cho Chelsea trên chấm 11m. Chelsea lần đầu tiên vô địch châu Âu ngay trên sân của Bayern Munich. Năm 2016, khát khao giành huy chương vàng Olympic bóng đá nam của Brazil gặp thử thách khi họ gặp Olympic Đức và phải giải quyết trận đấu sau những loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Ginter là người sút đầu tiên, hậu vệ của Olympic Đức tung cú sút cực kỳ hiểm hóc, mở điểm cho loạt sút luân lưu. Brazil với lợi thế sân nhà và đặt nhiều hy vọng, Augusto bước đến với đôi vai có phần nặng nhọc, tuy nhiên anh vẫn thành công với cú đá của mình, tỷ số 1-1. Tiền đạo triển vọng Gabri là người sút tiếp theo của Olympic Đức. Thủ thành Wolverton của Olympic Brazil suýt chút nữa đã cản phá được cú đá, tuy nhiên bóng vẫn bay vào lưới. Marquinhos của Olympic Brazil đã đánh lừa được thủ thành Horn. Loạt sút thứ 3 tiếp tục chứng kiến sự chuẩn xác trong từng cú đá. Brand có cú đá mẫu mực về phía góc cao. Wallace có cú đá tốt. Các thủ môn trận này đã rất dễ dàng để đánh lừa. Tỷ số luân lưu 3-1. Loạt thứ 4 của Olympic Đức cũng thuận lợi khi Schuller dứt điểm quyết đoán. Luan là người sút ở loạt thứ 4 này. Anh cũng đánh lừa được thủ môn Olympic Đức. Loạt sút quyết định này, Olympic Đức giao trọng trách cho tiền đạo Petersen, tuy nhiên anh lại không đánh bại được Wolverton. Neymar bình tĩnh đánh bại thủ môn đội bạn, ấn định chiến thắng cho U23 Brazil. Đây được coi là lời trả thù ngọt ngào của bóng đá Brazil trước bóng đá Đức sau thất bại đau đớn 1-7 ở bán kết World Cup 2014. Vừa rồi là tổng hợp những loạt luân lưu cân não trong lịch sử bóng đá. Có người chiến thắng thì cũng có người thất bại. Đó là động lực để các đội bóng bước tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nha.